swap bit lên, lấy tiền mua cái cây đóng xuống này nhé, cắt swap bit rẻ lắm. Còn đây nó 3 đồng cho em trả. Ủa anh em đóng cái kia cũng được hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cậu buông đậu vậy phải không? Không mình tốt để sợ mình. Mày đẩy cho mình xong bỏ không được. Cái vị bữa nay nó ít hơi lỏng quá, hơi không có khô. Mới ấy nước đó, ủa mới với cỏ, ủa cái gì cắt ra.
nước chứ cái đất rẻ chứ không phải. Bóng nó bóc cho nó mềm nó đó chứ mùi đất khó nó ra. Thank you.
thằng đấy là lợi rồi đó. Mày thấy không? Thank you.